nước mắt và lý hương mở mắt ra thấy bà chú em đã đứng bên cạnh giường giảng hương bật ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi lớn ai đưa tôi vào đây vậy bà chú đáp nhanh may tôi về kịp không thấy mở ở trong phòng nên tôi chạy đi tìm và gặp mợ nằm ngoài sân chỗ bụi hoa dạ lý đó tôi hết hồn không ngờ mợ lại bò ra ngoài đó rồi đào xới lung tung mà sao vợ lại đào cái gốc dạ lý lên làm gì đó có mắc mớ gì đâu mà mợ làm như vậy cho nhọc sức mợ mà ngã xuống đất Rồi nhập thổ mà chết thì khổ đó Nhớ lại những việc vừa qua dáng Hương thẳng thuốc kêu lên Bộ hài cốt chứ cái đầu lâu là có ai vậy Quá đổi ngạc nhiên với câu hỏi của dáng Hương Nên bà chú hỏi lại Bộ hài cốt gì mà sao mà hỏi vậy Vẫn còn nét bàng hoàng trên gương mặt Gián Hương chỉ tay ra ngoài hướng cửa sổ ở ngoài đó Chỗ gốc bụi hoa dạ lý Tôi đã đào xuống cho gặp nó Bà dú càng thêm ngơ ngác Bà khiến tôi càng lúc càng khó hiểu đó Tự dương mở ra ngoài đó Rồi đào xới Nói linh tinh cái gì vậy Nhà này chứ đâu phải nghĩa địa đâu mà có hại cốt gì sương sọ Gián hương dục đứng dậy Như muốn chạy ra ngoài Rồi lên tiếng Cả cái giấy màu trắng nữa nó no, cũng ngoài đó nhất định nó có liên quan tới nàng ta bỏ lửng câu nói sự luống cuốn lẫn bàng hoàng hiện rõ trên nét mặt khiến cho bà dú phải gọi giật ngược lại mở định ra ngoài đó để làm tình làm tội cái giấy trắng nữa hay sao tôi đã đưa nó vào đây rồi tôi nói thiệt cái giấy này mặc dầu là của mợ hai trước kia nhưng mợ thiên hương đắc tội gì với mợ mà ngay cả cái giấy mà cũng không tha mà đem vùi dập nó bà định trôn xuống cái hố dưới gốc cây trả lý hương hay sao bất chợt nhìn lên khung cửa sổ thấy chiếc giấy được má ngơ đó dáng hương giật mình kêu lên bà đem nó từ ngoài đó vô đây phải không tôi muốn biết có đúng cái giấy này có điều gì đó thần bí lạ thường hay không mà đêm rồi nó đã khiến cho tôi muốn đứng tìm luôn đó cũng vì đó mà nửa đêm tôi phải chạy ra ngoài đó và cũng gì nó mà tôi đã đào xuống giờ gặp bộ hài cốt với cái xương sọ đến ghi người đó bà dú gay gắt khỏi thì ra chính mợ đã đào cái hố ngoài kia chắc chứ mục đích là chôn chiếc giấy này để xóa sạch những gì liên quan tới mợ thiên hương phải không Giữa lúc đó có chuông điện thoại bàn reo vang lên bên ngoài bà dú vừa hấp tấp chạy ra vừa nói với lại chắc là điện thoại từ trong bệnh viện gọi báo tin cậu huy để tôi ra coi cậu sao rồi bà chạy đi nghe điện thoại một lúc rồi trở vô lắc đầu nói trong bệnh viện người ta báo về cho biết là cậu huy vẫn còn mê mang đúng ra là lúc tỉnh lúc mê nhưng miệng thì cứ gọi mãi tên mợ thiên hương vì vẻ hốt hoảng khác thường nên bệnh viện cũng tỏ ra lo lắng nghe bà Dú nhắc tới thiên hương giáng hương đã hét lên có thiên hương thiên hương quậy bật bội quá đi thì ra chỉ vì ả ta mà huy mới ra nông nổi như vậy chứ đâu phải bệnh hoạn gì khác bà Dú liền đáp trả cậu hai tối qua không vô đây mà nằm ngoài xe ngủ đến nỗi như vậy có lẽ là nhờ mà thiên hương ngăn cản chứ nếu không thì cậu huy còn nguy to hơn nữa lúc tôi chở cậu ấy vô bệnh viện thì cậu huy cứ luôn mồn luôn miệng nói mê sảng trong đó cậu có nhắc đi nhắc lại rằng thiên hương không cho tôi gần con quỷ cái và bảo rằng nếu tôi vào ngủ với con ấy trong căn phòng tân hôn của mợ ngày xưa thì một là cậu huy chết hai là chính mợ sẽ hiện hồn về bóp chết kẻ cướp tình yêu của mợ câu nói này khiến cho Gián hương điên tiết lên quên hẳn cơn sợ hãi vẫn còn ám ảnh đó bà thấy chưa tôi lúc nào cũng làm mục tiêu cho ả ta ngắm vào tôi đâu có biết chuyện gì về ả mà sao cứ mở miệng ra là á ta trù ẻo và hăm he như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy nếu có ông huy về đây thì tôi sẽ bắt ông ấy giải thích coi tại sao tôi cứ bị làm bia để cho người ta sỉ nhục Bà biết thì giải thích cho tôi nghe đi bà vú hay là tôi vào thẳng trong bệnh viện để hỏi huy xem anh ta đưa tôi về đây để cho hồn ma của bà vợ trước kia của anh ta xỉa xói tôi mắng nhiếc tôi và thậm chí hăm dọa nữa phải không nói cho bà biết con gián hương này không phải ai khác đâu mà đe dọa hù nhát bất cứ ai muốn hù dọa con này thì hãy chờ đó thậm chí tôi còn đào mồ cốt mã họ lên để hỏi cho rõ chứ chẳng phải không đâu bà Vú sừng sộ liền mở thiên hương hay là mở bây giờ thì cũng là vợ của cầu chủ tôi tôi không bên ai bỏ ai nhưng tôi nói thiệt nếu mợ còn tiếp tục xúc phạm trong hồn người đã chết thì tôi sẽ không để yên cho mợ đâu giọng trịch thượng của bà người làm khiến gián hương lộ nguyên bản chất đánh đá của mình ra nàng ta hét lớn Bà cút đi, cho khuất mắt tôi Trước khi tôi nói với ông Huy đuổi cổ bà ra khỏi nhà này Bà quên rằng Bây giờ tôi mới chính là bà chủ của ngôi nhà này Và quyền mướn người này Thuê người khác là quyền của tôi Bà hiểu chưa Bà dú cũng không dừa Tôi cũng chẳng ham muốn gì mà ở là cái nơi này nữa Sợ dĩ tôi về đây trong khi không ai coi sóc cậu Huy trong bệnh viện Chỉ là tôi cần lấy một vài vật riêng của tôi còn để lại và thêm vào đó là tôi lấy chiếc giấy màu trắng này để đem vào cho cậu Huy. Vì trong cơn mê sản đêm rồi, cậu Huy lúc nào cũng la thét lên như có ai đó sẽ lấy mất chiếc áo mà ngay đêm qua đời chính mợ Thiên Hương đã mặc nó. Và khi thảm kịch xảy ra thì chính nó là hình ảnh mà cậu Huy bị ám mạnh mãi kể từ khi mà mợ Thiên Hương chết. Giờ đây cậu Huy muốn thu lại nó. Vậy có lẽ cậu cũng đoán ra rằng nó sẽ bị người đàn bà ác độc như mợ đó, tìm cách hất khỏi và thậm chí còn nhẫn tâm định chôn dùi để hủy hoại dấu tích. Được rồi, mẹ đã muốn như vậy á thì tôi sẽ đi liền bây giờ chứ không đợi có mặt Cầu Huy nữa. Tôi sẽ đem chiếc giấy này vô bệnh viện cho Cầu Huy, xong rồi thì tôi cũng sẽ đi luôn. Vừa nói, bà vú vừa bước thẳng tới cửa sổ và nhanh tay ôm lấy chiếc giấy trắng vào lòng. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, bà còn nói lại một lời cảnh báo. Những quần áo còn lại của mẹ Thiên Hương trong tủ đó theo tôi nghĩ là mợ nên để yên, chờ cậu Huy về xử lý chứ đừng nên tự ý làm bậy làm càng Còn chuyện chiếc giấy này tôi nhìn tận mắt thấy mợ đem ra gốc cây giả dạ lý hương định đào hố chôn nó thì tôi sẽ nói hết cho cậu Huy nghe, chứ không để yên cho mợ đâu. Dáng Hương gào to lên. "Tôi không phải sợ gì mà cải lý chứ bà, nhưng việc tôi đào cái hố dưới gốc cây giả dạ lý là một lý do, một nguyên nhân khác, chứ không phải tôi đào để chôn cái áo mắt ôn mắt dịch này đâu." Nhưng nói cho cùng nếu tôi có ý đào châu nói thì cũng phải thôi vì tôi là vợ hiện nay của huy nên tôi không muốn anh ấy bị ám mạnh bởi những thứ thuộc về dị dạng và nó cũng nên chuông theo cái xác của hồn ma mở thiên hương của bà đi có lẽ câu này đã xúc phạm mạnh tới người đã khuất nên bà chú hét lớn thẳng vào mặt của người đang đứng trước mặt mình tôi gái cho dòng hồn mở thiên hương đấy vậy đấy bẻ cổ mở vì sự xúc phạm gì rồi tôi nói cho mà biết bà nói thế đó thì dội ôm chặt chiếc giấy trắng vào lòng và phóng chạy ra ngoài trong cơn giận dữ chán hương dẫn đến phát điên lên nhưng đành phải đứng im và nghe tiếng cửa phòng đóng sầm lại trong cơn giận dữ của bà dú cũng vừa lúc ấy bỗng nàng ta choáng váng mắt qua lên rồi như bị ai đó kéo ghì xuống khiến toàn thân khuỵu xuống ngay tại chỗ cửa sổ nhìn ra sân giường có cây dạ lý mà lúc ấy trời đã sáng tỏ cho nên nếu dẫu sắp sửa hôn mê nhưng đàn ta cũng kịp nhìn thấy cái hố mình đào lúc đêm bây giờ trống không chẳng có bộ hài cốt nào dưới đó cả huy vừa bước vô phòng ngủ thì bàng hoàng khi nhìn thấy dáng hương treo lụng lẳng trên khung cửa sổ với rất nhiều quần áo quấn chung quanh thân thể bà dú bước theo sau huy cũng nhìn thấy và kêu thét lên trời ơi mở bị treo cổ bằng quần áo của m hai thiên hương kìa cậu ơi huy cũng nhận ra điều đó anh bước tới nhanh đỡ thân thể của vợ xuống và nhận ra là cơ thể của giáng hương còn nóng nên vội làm mấy động tác sơ cứu anh ấn lộn ngực và thổi hơi qua miệng cho giáng hương rồi ngoắt tay ra dấu hiệu cho bà vú tiếp anh bà vú có lẽ không muốn tiếp cứu nhưng vốn lương tâm trong sáng thiền lương cho nên cuối cùng bà cũng bước tới tiếp huy cuối cùng thì giáng hương cũng hơi cử động và có dấu hiệu đã được cứu huy mừng rỡ cổ không sao rồi, đã thở được rồi nè. gỡ dội chiếc áo dài được dùng làm dây thắt quanh cổ vợ, huy thở phào, quay sang bà chú phân trần. cũng may mà mình về kịp, chứ không thì tai họa xảy ra rồi. mà có chuyện gì xảy ra ở nhà? sao lúc nãy con điện thoại từ trong bệnh viện về không nghe chú nói? vừa lúc đó huy chợt nhìn qua khung cửa sổ và nhìn thấy rõ cái hố mà dáng hương đào dưới gốc cây dạ lý anh dục hiểu nên kêu lên đúng là cô tự rước họa vô thân rồi huy chạy ra ngoài sân sau chỗ bụi dạ lý hương một lúc sau anh trở vô với đôi tay dính đầy bùn đất đau khổ thúc lên điều tôi tiên liệu mà vẫn không tránh khỏi trước khi quyết định đưa dáng hương về đây chung sống thì tôi đã gặp vong hồn của thiên hương cổ lên tiếng cảnh báo tôi là nếu tôi vẫn giữ nguyên quyết định rước người phụ nữ khác về nơi này thì mọi việc bi thảm có thể xảy ra chú đã biết rồi đó ngày trước chỉ vì, vì ghen tức với sự chọc phá của giáng hương nên ngay sau đêm tân hôn với chiếc giấy trắng này thì thiên hương đã cảnh báo tôi lần thứ nhất nếu tôi không cắt đứt mối quan hệ với cô nàng giáng hương thì thiên hương sẽ không để cho chúng tôi yên nhất là cổ đã nói thẳng rằng ngôi nhà này chẳng thà tôi phá bỏ hay đốt nó đi chứ không bao giờ được cho người đàn bà khác chị đây vậy mà tôi vẫn chủ quan cho rằng thiên ngân đã chết đi rồi sẽ không còn gì rắc rối nữa nhưng nhưng vũ thấy đó vừa rồi khi ra ngoài gốc giả lý thì tôi mới phát hiện một điều hết sức lạ thường khiến tôi muốn chết đứng ngoài đó vũ có biết không khi tôi moi đất lên thì chiếc đầu lâu của thiên Ngưng tự dưng có nước từ trong đó ứa ra chẳng khác nào đôi dòng lệ của nàng trong cái đêm nàng gì gan mà tự tử đôi mắt của nàng nhắm nghiền và chảy nước mắt giống như vừa rồi tôi nhìn thấy bà vú cũng nói theo hồi sáng sớm này khi phát hiện ra mở dáng hương nằm ngoài đó tôi đỡ mở vào phòng này thì tôi cũng thấy đôi mắt của mở nhắm nghiền chảy nước mắt tôi không biết là mở khóc về chuyện gì lúc nó lúc đó tôi còn bực tức nghĩ rằng nước mắt của mợ ta là nước mắt cá sấu nữa chứ việc gì mợ ta đào cái hố lên phát hiện bộ hài cốt rồi lại khóc khi là người hiền lành tốt bụng anh cúi xuống ôm thân thể vừa mới tỉnh lại của giáng hương rồi vừa lắc đầu vừa nhẹ giọng nói có lẽ em đã làm điều không phải với thiên hương nên mới ra cớ sự này nhưng anh hiểu thiên hương là người hiền lành sẽ không làm gì để hại em đâu mặc dù ngày tân hôn của anh với cổ đã xảy ra chuyện em gọi điện thoại về nói thẳng với cổ là anh với em đang quan hệ với nhau và thề là sẽ không bao giờ để cho anh với thiên hương hạnh phúc chính điều đó đã khiến cho người phụ nữ đang trong giờ phút thiêng liêng nhất với chồng đã nổi cơn ghen không kiềm chế được lao đầu vào gốc cây to bên cạnh cái cửa sổ này và chết khi đó anh đã điên tiết lên cho đúng hạ cái cây kia sau đó đích thân anh đã trần bụi qua thiên lý thế vào chỗ ấy với lời nguyện rằng anh sẽ mãi mãi ghi nhận tình yêu của thiên hương mặc dầu cổ đã ra đi thành người thiên cổ và cũng có hứa rằng anh sẽ mãi mãi tôn thờ mối tình đẹp đẽ mà cổ dành cho anh nó sẽ luôn ngát hương như hoa dạ lý mà anh vốn thích nhưng anh đúng là thằng chồng khốn nạn khi vợ chết chưa quá một năm mà đã đưa cô vợ khác về đây mà người đó lại chính là em mặc dầu anh với em có quen biết với nhau trước lúc anh cưới thiên hương và cũng chính em gây ra cái chết của thiên hương nữa tội lỗi này anh xin nhận và nếu thiên hương có còn thù hận em và có làm gì đó thì mong em hãy chấp nhận và chịu đựng để rồi đây anh sẽ vang giấy và cúng vong hồn thiên hương để xin cho chúng ta được tiếp tục sống an lành em hiểu lòng anh chứ Giang hương vậy hạ cớ gì vừa rồi em lại tự tử xiết chết những lời nói nãy giờ phát ra từ đáy lòng đầy ăn năn của Huy nhưng chừng Giáng Hương có nghe nhưng chưa kịp phản ứng gì thì lúc Huy vừa dứt lời bỗng Giáng Hương nảy người lên đôi mắt trợn trừng như đang bị ai bóp cổ Huy chưa biết phải làm sao với sự đột biến này thì bà Vú kêu lớn M mở trào trào hồng đó kìa Huy hốt hoảng nhìn xuống thì thấy hai bên khóe miệng của Giáng Hương máu đang trào ra huy chợt nhớ ra những gì mình thấy trong giấc mơ đêm qua tức lúc anh mê sản trong bệnh viện anh hốt hoảng kêu lên thiên hương anh xin lỗi em chẳng qua gián hương trong nhất thời nóng giận làm càng chứ cổ không cố ý đào mộ cốt mã em để hủy diệt tình địch của cổ đâu hồi nãy khi em khiến cho cổ hoảng sợ mà treo cổ đã là một cảnh báo cho cổ sửa đổi tính tình ngông cuồng của mình rồi vậy anh xin em hãy tha thứ cho cổ một con đường sống đi anh hứa rằng anh cũng sẽ suy nghĩ lại về hành động nông lỗi của mình khi đưa Gián Hương về đây sống. Ngày hôm nay, anh sẽ đưa Gián Hương đi ra khỏi ngôi nhà này, ngôi nhà của mình, và từ nay, cô sẽ không bao giờ được quay lại đây nữa đâu. Những lời của Huy dừa dứt thì chiếc giấy trắng mà lúc sáng khi chạy ra khỏi phòng bà chú đã ôm theo, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện đúng chỗ cây sổ khi gió lay tà áo bay lên, thì Huy nhìn thấy một dòng chữ viết bằng son hiện rõ ở phần dưới của áo. Em không trả thù hẹn hạ như đó đã làm đối với em, nhưng em buộc là từ nay nó phải mặc chiếc giấy này, mà mỗi lần nó mặc thì nó phải khóc. Còn khóc cho ai? Khóc để làm gì? thì nó tự sẽ biết. Thiên Hương chính bà dú đã làm theo những gì hiện lên trên chiếc giấy bà chụp lấy chiếc giấy và trước mặt khuya, bà đã cho cô ả chán hương mặt vào rồi nhẹ giọng nói tôi xin mở thiên hương nương tay cho bởi mạng sống con người là quý mợ đã bị cái thảm cảnh bỏ mạng vì nông nổi rồi thì nay cũng đừng để cho cô ả chết bởi dù sao thì mợ nên nghĩ tới cậu Huy, cậu còn thương mợ nhiều lắm mợ tin lời tôi đi chỉ vài phút sau thì bà dú đã mặc được một chiếc giấy vào cho giáng hương rồi trước sự kinh ngạc của huy bà dú đã nhìn vào mặt giáng hương rồi kêu lên ả à, ả à, ta khóc rồi kìa đúng là khóc trên đôi má tái nhợt của giáng hương có hai giọt lệ lăn dài và lăn tới đâu thì có màu đỏ lan tới đó huy hốt hoảng kêu lên sao khóc mà như là có màu máu về bà vú bà vú em có lẽ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nên bà liên tưởng tới việc gì đó rồi đáp ngay đây là cách trả thù nhẹ nhàng của mợ thiên hương đó mà cậu ngửi kỹ đi hình như trong những giọt nước mắt này có hương thơm của hoa dạ lý cậu cậu ngửi có có phải không huy nhìn rõ hơn mọi việc anh gật cù đáp thiền hương vốn là người nhân hậu, cổ không trả thù tàn độc đâu. những giọt nước mắt này nếu có thể gọi đó là nước mắt giả lý hương thì tôi sẽ gọi như vậy. bởi theo tôi nghĩ thì từ nay mỗi lần dáng hương mặc chiếc áo này vào thì cổ cũng sẽ khóc như vậy. bà muốn tránh thì đừng mặc nó. vậy phải trân trọng treo nó trong tủ và luôn luôn giữ sạch nó. đồng thời nếu ở bất cứ đâu mà tôi muốn gửi mùi hoa giả lý trong vườn nhà thì tôi buộc dáng hương phải mặc chiếc giấy trắng này vào. Lúc đó, tôi sẽ có cảm giác rằng Thiên Hương đang ở bên tôi.